mấy round một lần. Hả? Mấy round lần là sao? Mấy round ăn một lần. Khi nào nó ăn tiếp á? Tao không biết. À, sau khi mà xếp đội hình nó, mỗi cái xếp đội hình nó ăn một lần. Sao? Tao không biết. Tao biết chơi tao kiếm đâu mà. Mày cái gì? Nó kêu là planning phase. Ai biết planning phase là cái plan. Planning phase lúc là bây giờ nè. Bây giờ nè. Đây xếp, đem xếp tướng là planning phase. Ủa này sẽ chơi bay ra rồi mà tao không cho nó ăn. Rồi 5 lô texture. Chết. Chết. Đây là chơi nhiều ra lắm mà. 5 lô texture. Hồi nó có kiếm mình bay xa ấy vô. 5 lô texture. Mà xa đâu. Bắt drone không được kìa. Ta sẽ chơi tiếp Senna. Senna hung hồ xong rồi bị gián đoạn khó hiểu gì mà cũng làm được. Cái Senna thu thập ám luôn không được chịu đấy. Cái Senna thu thập ám cho URF này nó không có ấy nha, nó cứ sao sao ấy. Tao quyết định tao sẽ lấy lại nâng cấp bằng da để bắn lập chậm lại nữa. Thua cút rồi. Return to monkey, reject humanity. Có cây xà, thấy cây xà. Bài này đâu có mạnh đâu ta. Bài này yếu mà. The fun begins. I'm always ready. Còn đánh bại bang đấy chứ nhỉ? Chắc là chương trình hiện tại chân nhìn chân à Breaker, 5 Breaker nhìn to lắm thế. Chị có nhớ ghét nó to mà anh cứt. 5 Breaker, 5 Mutant, 2 Colossal. To vãi đạn. Cây xa trường đánh hả? Cây xa chết luôn rồi. Cây xa đánh được cái gì rồi chết luôn. Wow. Trời ơi, lúc tiên chơi tăng mà nó có vẻ phê. Nó thì nhiều thằng KS quá, không lên được con Sako 3, Sako phải lên 3 cơ mà nó Bịp nè. Tao bom. Ồ, chưa có bóng hả? Có chịu vậy? Ôi giời ơi, nhìn cái bài đó trâu. Bài trâu mang nỉ, đi con ngu. Ta cần nhất là phải dịch được cái game này nè. Cần nhất phải dịch được cái game này ra để hiểu nó cần làm cái gì. Ta không hiểu nó cần làm cái gì cả. Bài tao ăn được hết mấy bài trên không ta? Không biết nữa. Hay tao dùng vô dịch á. Ôi trời ơi. Nhìn nó to vãi đạn. Vãi đạn, sao nó lại có thể như vậy được nhờ. Con Cassidy vô đúng là màu luôn á. Rector là bảo mẹ lên. Cái kia đột biến này, cái dưới là Colossal, nó không dịch. Ê, thua. Ê, khó chịu bay. Chết rồi. Hả? Con Vex khó chịu bay. Ok. Ở chứ không là bài top 4. Nó có kiếm súng ánh sáng này. Nó kiếm súng. Tao lấy cái... Chưa hiểu cái game này lắm. Chưa thuộc tướng á. Cái thuộc con nào, hẹn nào? Tao có thuộc đâu, tao không phải nhìn tao mới nhớ vậy là tao có thuộc đâu. Wow, thì tự nhiên cái bề sau nó cho hai cái hệ, hai cái mutan luôn á, ngon đúng con luôn á. Đúng hệ tao chơi luôn, quá đã. Bài top 1 khỏe rồi. Yo, Senna, yo.
Chú chó hung tàn. Rồi chúng mày đâu? Ây da. Đầu. Hơi to. Đầu anh bạn. Đầu anh bạn. Cho cái này. Hơi ngu. Hơi dở. Hai hồn. Ba hồn. Thằng top 1 muốn lại tao. Nhưng mà chúng mày không hạ được thằng top 4 là thấy mẹ tao. Hạ top 5 đi, hạ top 5 đi. Ai đó hạ top 5 đi. Không hạ được hả? Năm phò mũ chưa chết nha. Top 5, nó không chết kìa. Nó còn có 3 máu. Cây thế nhờ. Thì thôi cho các tao lên 3 sao cũng được. Cạp 1000 máu. Sion này khó Sion 3 rồi đó. Mới có một Sion 2 ngoài. Vex khó chịu quá bạn. Yaren này sao đây? Cao đây, cao đây, cao đây. Hay sao? Minh Thu của tên, con Minh Thu của tên Robo kìa. Cô Minh Thu không phải của tao. Tao không có cô nào tên Minh Thu cả. Trời ơi, nó khó. Còn lại thua nó rồi. Wow, Kai'Sa. Hay thế. Được nhỉ. Sao không có đứa nào ăn được con Vex 3 sao của nó vậy? Khó vậy. Nó có Vega luôn rồi kìa. Cái đéo gì đấy. Không có con bít răng hay là hai con chó gắt nào luôn chứ. Chơi level 8 thôi. Rồi đây level 9 rồi, level 9 thì nếu được thì kẹt. Kẹt thêm Weezer. Chơi bộ xanh nè. Xanh như phái xá. Trời ơi, thằng top 5 nó lật kìa. Khó chịu. Chịu vậy. Hả? Ok. As you wish, as you wish. Khó vào top 4 dữ người ta. Top 5. Ôi giời, quyền chiến à. Ôi giời ơi. Bay không win được, bí quá bay, cay thế nhờ. Bị lưng lửng khó chịu quá. Chỉ có một thằng chơi cái này thôi. Chịu vậy.
OGG guys. Được chưa?